phần kiểm tra tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ đạp ga lên. Chúng ta đạp thốc ga lên. Nếu mà một chiếc xe phần động cơ nó còn nguyên bản, còn zin thì chúng ta đạp lên phát là nó lên bút ngay. Còn nếu mà chiếc xe mà đã đại tu lại rồi ấy, thì thường thường nó sẽ có một cái hiện tượng, đó là nó sẽ kêu bắt đầu nó mới bút lên. Đó, thì cái khối động cơ đó nó cũng đang có vấn đề nhá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại sao cái cơ của một chiếc xe nó được ví như y hệt như một trái tim của con người? Vâng, đây chính là một cái bộ phận cực kỳ quan trọng nhá. Khi chúng ta mua một sản phẩm, dù xe mới hay xe cũ, thì cái phần động cơ là cái phần mà chúng ta đáng lưu tâm nhiều nhất. Bởi vì là nó quyết định đến khả năng vận hành của một chiếc xe nó như thế nào, nó đi có ổn định hay không, nó đi có bị lỗi gì đó hay không, hay là thậm chí là nếu mà một chiếc xe mà đã đại tu động cơ rồi, cái công suất của nó sản sinh ra nó sẽ không được như ban đầu đâu, thậm chí là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ nhiều hơn. Thì ngày hôm nay Khải xin giới thiệu qua cho quý vị và các bạn một mẫu xe, thì cũng tiện đây giới thiệu luôn để cách xem là cái phần động cơ của một chiếc xe xem là nó còn nguyên bản hay không, hay là động cơ nó còn sử dụng ngon hay không. Thì đây là khối động cơ của mẫu xe Yaris phiên bản 1.3G được sản xuất năm 2014, NEK đã kiểm định rồi. Mẫu xe này thì khi kiểm định thì nó có một cái hiện tượng đó rất là bất thường, đó đạp đến vòng tua tầm độ khoảng 2000 vòng thì cái phần khối động cơ này nó hơi bị rung. Nhưng mà cái lỗi này thực ra nó rất là đơn giản thôi nhá, rất là đơn giản, chỉ cần vệ sinh buji và họng hút thì động cơ của nó lại hoạt động ngon và bình thường, không có vấn đề gì cả. Rồi, khi mà chúng ta xem cái phần động cơ, anh mới quay lại gần đây. Đầu tiên để xem khối động cơ nó còn chạy ngon hay không, bước đầu tiên chúng ta sẽ đề nổ lên. Và khi cái bước đầu tiên chúng ta đề nổ lên là một chiếc xe mà đã để khối động cơ được nghỉ, ví dụ như là từ tối hôm qua cho đến sáng nay chúng ta sẽ đề nổ nó lần đầu tiên. Và khi chúng ta đề nổ lên nó rất là ngọt, đề phát ăn ngay, chứ không phải là nó bắt đầu nó mới đề nổ lên, thì lúc đó phần động cơ của chúng ta đang có vấn đề. Tiếp theo nữa là khi chúng ta đề nổ lên, đây, phải đề nổ luôn nhé. Đó, một chiếc xe phần động cơ còn ngon khi chúng ta đề nổ phát, kể cả dù là vặn chìa hay là nút đề nổ start top, bấm một phát, ăn ngay, thì động cơ đó nó vẫn hoạt động rất là ngon và bình thường. Tiếp theo nữa là khi chúng ta đang đề nổ ở trạng thái ga lăng ti như này, thì chúng ta quan sát nhé, máy này, cái độ rung của máy này, đó, nó phải là ổn định luôn. Và tiếp theo nữa là nghe, chúng ta nghe tiếng máy này, dùng mắt thì chúng ta nhìn là động cơ nó không rung này. Tiếp theo nữa là chúng ta nghe cái phần tiếng gõ của động cơ, nó phải tròn, phải đều và nó không có hiện tượng kêu bất thường. Ví dụ chúng ta nghe thấy tiếng kêu bất thường đa phần là do phần cam cò con đội nó kêu đó, thì nếu mà chúng ta nghe thấy tiếng kêu bất thường thì chắc chắn là phần động cơ đó nó đang có một cái vấn đề gì đó. Rồi, phần kiểm tra tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ đạp ga lên. Chúng ta đạp thốc ga lên. Nếu mà một chiếc xe phần động cơ nó còn nguyên bản, còn zin thì chúng ta đạp lên phát là nó lên bút ngay. Còn nếu mà chiếc xe mà đã đại tu lại rồi ấy, thì thường thường nó sẽ có một cái hiện tượng, đó là nó sẽ kêu bắt đầu nó mới bút lên. Đó, thì cái khối động cơ đó nó cũng đang có vấn đề nhá. Và cái phần chúng ta cũng cần kiểm tra đó là chính là cái phần đốt nhiên liệu của phần động cơ, xem là nó có đốt hết hay không. Thì chúng ta quan sát phần ống xả đằng sau. Đó, đây chúng ta sang phần phía ống xả đằng sau. Đây, ống xả đằng sau. Đây, nếu mà xe mà để nổ ga lăng ti như thế này thì ống xả nó đang hoạt động là bình thường. Nhưng nếu mà chúng ta đạp thốc ga lên mà ống xả nó ra nhiều khói trắng thì chứng tỏ là phần máy của mẫu xe này là đang bị ăn phần nhiên liệu rồi. Nếu mà nó ra khói đen nhá, nó còn nguy hiểm hơn, đó chính là nó đang bị ăn phần dầu bôi trơn. Thì chúng ta cũng cần phải xem xét lại mẫu xe đó có đáng cân nhắc để mua hay không. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó ra một chút khói trắng, ok, thì do là hao mòn theo thời gian thôi. Một sản phẩm mà nó sử dụng từ 7 đến 10 năm có thể là nó hao mòn theo thời gian, nó ăn một chút động cơ, thì đó là vấn đề hoạt động hết sức là bình thường. Rồi, phần tiếp theo nữa. Chúng ta sẽ mở cái nắp dầu ra, chúng ta kiểm tra. Ở đây thì Khải không tiện mở ra đâu.
Chúng ta sẽ mở cái nắp dầu ra, chúng ta kiểm tra và chúng ta ngó xuống phần bên dưới của nó xem là cái loang dầu ấy nó có bị nhiều hay không. Nếu mà bị nhiều thì thường thường là những cái xe đó chủ xe rất ít khi bảo dưỡng hay là có thể bị quên trong quá trình sử dụng xe. Còn nếu mà nó sạch sẽ, nó ok, nó không vấn đề gì thì là ngon. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta kiểm tra về cái độ zin của động cơ. Thì nó có rất là nhiều yếu tố, thực sự là nó có rất nhiều yếu tố để kết luận được là cái phần động cơ còn zin hay không. Kể cả ví dụ như có những cái xe, ví dụ như chiếc Yaris này đời 2014 mà cái phần nắp dàn cò nó bị tháo ra rồi, thì cái đấy là hết sức bình thường thôi, bởi vì là một sản phẩm xe cũ nó đã sử dụng đến 8 năm sử dụng rồi, thì cái phần nắp dàn cò nó bị ẩm dầu, chủ xe tháo ra bảo dưỡng rồi thay thế cái phần gioăng của nó thì nó là hoàn toàn bình thường thôi, thậm chí nó còn tốt cho người sử dụng tiếp theo. Kể cả những ốc chân máy, có những hãng xe cái phần cao su chân máy người ta làm rất là kém, nó sử dụng tầm độ khoảng 4 đến 5 năm thôi, hoặc là đi tầm độ khoảng 7 đến 8 vạn thôi là cái phần máy nó đã bị rung rất là nhiều rồi, người ta cũng phải cầu máy lên để người ta thay cao su chân máy, thì đó là hết sức bình thường nha các bạn nhé, hết sức bình thường luôn. Đó thì khi các bạn mua xe tại Enica thì Enica sẽ công bố minh bạch về chất lượng của xe, dù xe có như thế nào đi nữa thì cũng sẽ công bố minh bạch về chất lượng nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Thì ở đây thì mẫu xe này Yaris phiên bản 1.3G 2014 đấy, thì cái phần động cơ là chạy đến 2.000 vòng thì nó có hiện tượng rung bất thường như thế. Thì khi cho vào xưởng thì chúng tôi đã vệ sinh buji họng hút thì máy nổ êm ru luôn, không có vấn đề gì cả. Đó. Vâng, đó là một vài chi tiết mà Khải muốn giới thiệu cho mọi người để cách xem cái phần động cơ nó hoạt động có còn ngon, có còn ổn định hay không nhá. Còn khi mà chúng ta mua một sản phẩm mà cái phần động cơ, ví dụ như chúng ta mua những chiếc xe mà xung quanh 10 năm trở lại đây mà phần động cơ nó đã đại tu rồi ấy, thực ra sử dụng thì nó rất là khó chịu luôn, thậm chí có thể chết ngay giữa đường luôn. Đó, một con người khỏe mạnh thì chúng ta có thể hoạt động chạy lên chạy xuống thoải mái, chạy thậm chí chục cây hoạt động bình thường, thì chiếc xe này cũng thế. Nếu mà phần động cơ mà đã đại tu ra rồi thì có khi là nó đang hoạt động trên đường mà nó chết bất thình lình lúc nào chúng ta cũng không biết đâu. Rồi, đây là phần quan trọng nhất của một chiếc xe mà chúng ta cần lưu ý. Ok, quay trở lại chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay thì đây là một sản phẩm khá là hot, cũng mới về Enica, đó chính là chiếc xe Toyota phiên bản 1.3 AT phiên bản G được sản xuất năm 2014, biển Hà Nội nhá. Ở đây thì nhiều người cứ hay comment là tại sao lại giấu biển đi. Thực ra không phải là giấu biển, đây là cái thương hiệu của Enica thì chúng tôi phải kẹp vào thôi để quảng bá cái thương hiệu Enica. Còn đây là biển số của nó nhá. 2014 mà biển G thì chắc chắn là xe này đã hai chủ rồi, nhưng không sao. Đây là biển 30G, là biển Hà Nội rồi. Thậm chí là chủ xe còn bấm được cái biển nó rất là đẹp, 98809, khá là đẹp luôn. Đó. Nên là khi các bạn mua mẫu xe này thì không sợ phải bấm lại biển hay là rủi ro và bấm vào 4953. Phần đầu xe, chủ xe đã độ thêm cả phần cảm biến rồi. Đó, phần đèn pha, cụm đèn pha của mẫu xe này rất là đẹp luôn. Chúng ta nhìn nhé, cái chóa đèn nó cực kỳ là đẹp luôn. Yaris, ngoại thất màu bạc cực kỳ là đẹp. Rồi chúng ta sang phần phía thân xe này đi. Đây là phiên bản G nên là xe được trang bị thêm cả nút bấm keyless entry và chìa khóa thông minh, còn phiên bản E thì không có. Gương chiếu hậu thì có chỉnh điện gập điện rồi. Đây, đây là một chiếc xe nhập Thái nhá, nên chúng ta nhìn này, nghe tiếng cửa nó rất là sướng này. Đó, nó rất sướng. Yaris thì đặc thù của nó toàn bộ là ghế nỉ thôi, toàn bộ là ghế nỉ. Thì ở đây bác chủ xe đã bọc cho nó một bộ ghế da rất là xịn. Chúng ta nhìn ghế da rất là căng này. Đó, bên dưới thì có một cái thảm da 5D. Khá là ổn. Đây, bốn lốp Yokohama nhé, còn rất là dày này. Cái mâm của nó còn rất là đẹp, chưa có một vết chày gì. Toàn bộ hệ thống phanh đều là phanh đĩa bốn bánh cả. Chúng ta phần phía đuôi xe này đi. Đuôi xe bác chủ xe cũng rất là cẩn thận, cũng độ thêm cả bốn cái mắt cảm biến lùi ở đây, có cam lùi đây rồi, rất là ok. Đây, chúng ta mở cốp ra. Yaris được định vị là phân khúc hạng B nên tất nhiên là cái cốp của xe nó khá là rộng rồi, cực kỳ là rộng. Đây, chúng ta cùng xem cái phần sàn bên dưới của nó nhé.
Đây chúng ta xem nếu mà ví dụ một chiếc xe mà nó phần đuôi của nó mà bị đâm đụng thì tất nhiên phần keo chỉ này nó không còn zin đâu. Thậm chí những cái phần sàn nổi như này này, mọi người nhìn này. Đấy, những cái con ốc đình bập như này nó cũng sẽ không còn nguyên bản đâu. Cái phần lốp dự phòng của nó này, mọi người nhìn này, rất là mới luôn. Lốp này cũng dùng rồi nhưng mà dùng cái một cái thời gian nó rất là ngắn thôi. Đó. Ok, chúng ta cũng đóng lại. Đúng là xe nhập khác, đóng rất là chắc tay luôn. Thậm chí tôi đóng mạnh quá, biển nó rơi ra luôn. Ok, chúng ta tìm hiểu qua phần nội thất của mẫu xe này nhé. Ok, chúng ta cùng giờ tìm hiểu qua nội thất của mẫu xe Yaris phiên bản G. Thì vừa nãy Khải đã nói rồi, đây là phiên bản G, phiên bản cao nhất của Yaris. Thì xe được trang bị là nút engine start-stop này, chìa khóa thông minh Smart Key và điều hòa tự động. Đó chính là những cái điểm dễ nhận biết trên phiên bản Yaris phiên bản G khác phiên bản E. Ở đây thì có một cái màn hình DVD tích hợp cả cam lùi ở đây. Đó. Cam lùi, cam hơi mờ một chút rồi nhưng không sao, có cả cảm biến lùi rồi. Vào năm 2014 thì để sở hữu mẫu xe này chúng ta phải bỏ ra số tiền, các bạn có biết là bao nhiêu không? 760 triệu để sở hữu mẫu xe này. Đó, 760 triệu thì giờ đây các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng hơn 400 một tí thôi, nhu hơn 400 một tí thôi đã sở hữu rồi. Nên là khi mà chúng ta mua cái sản phẩm nó cao cấp như thế này ấy, thì yên tâm rằng 100% không bao giờ dính vào xe dịch vụ đâu. Chả ông nào dám đầu tư một số tiền khủng khiếp để mua một con Yaris chạy dịch vụ cả. Mà đây nó lại còn phiên bản cao cấp nữa. Nên là tất nhiên thì chúng ta nói là chất xe nó hơn 4 vạn thì nó cũng đúng thôi. Đây, chúng ta nhìn cái phần vô lăng cần số của nó này. Đó, một chiếc xe chạy nhiều thì cái phần vô lăng này nó không được như này đâu. Đây, phần củ số này. Đấy, những cái phần mạ bạc như này nhá, nó cực kỳ, nó rất dễ bị mòn nhá. Nhưng ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, cái độ sáng của nó này. Thậm chí nó còn không bị xước một tí nào luôn. Đó. Và cái điều đặc biệt Khải rất thích trên những mẫu xe nhập, ngoài cái hệ thống khung gầm độ cách âm tốt ra, nó còn chính là cái âm thanh của nó. Chúng ta nghe thử âm thanh nhé. Đó. Âm thanh cũng rất là hay luôn nhé. Âm thanh hay và chắc, cực kỳ là chắc luôn. Và cái điều hòa của Toyota, của Mazda, các bạn biết không, nó nổi tiếng là mát, cực kỳ là mát sâu luôn. Ok, những cái phần táp ly của bốn cánh cửa này nhìn nó còn mới quá. Thực sự 2014 không ai nghĩ rằng độ mới của nó mới như này. Rồi, thế tiếp theo nữa nhá, chúng ta nhìn này. Chủ xe dán phin xịn luôn, phin Vicool ấy, nhìn này. Trời nắng có cái phin xịn đi nó vẫn khác hẳn luôn. Rồi chúng ta lái thử tí nhá. Xem máy 1.3 nó có yếu không. Lái thử cũng là một cái công đoạn khá là quan trọng khi chúng ta muốn mua một sản phẩm xe cũ. Đó, để chúng ta xem cái gầm bệ của nó đi nó có bị kêu hay không. Đấy, hệ thống lái nó còn hoạt động ngon hay không. Ví dụ như chúng ta đánh lái như này. Xe này thì vô lăng trợ lực lái điện rồi nhưng mà nó không nhẹ quá đâu. Cảm giác lái rất là vừa tay. Đặc thù của những dòng Toyota. Phần hỗ trợ lái thì nó không nhẹ quá. Đó, thì nếu mà trong trường hợp mà hệ thống lái, cột lái nó có vấn đề khi chúng ta đánh lái nó sẽ kêu xoạt 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 xoạt. Và thứ hai nữa là nó có bị lệch lái sang bên trái hay bên phải hay không. Đó, nên là chúng ta rất quan trọng cái vấn đề chúng ta chạy thử một xe 1.3 đạp khá là khỏe đấy. Đấy, khẽ mớm ra lên rồi. Đặc biệt là những dòng xe của Toyota thì có công nghệ là VTTI, công nghệ van biến thiên thông minh. Đó, nên là cái phần nhiên liệu gần như nó sẽ đốt hết luôn, nó không có phần nhiên liệu dư thừa. Nhưng mẫu xe này đi trong phố thì phải nói là nó chấm hết rồi, quá ổn định rồi, rất là tiết kiệm. Vâng, Yaris phiên bản G nhập Thái 2014 biển Hà Nội, biển rất là đẹp. Các bạn quan tâm đến mẫu xe này hãy nhấc máy gọi ngay cho Khải nhá. Giá xe là 439, còn thương lượng nữa. Bác nào quan tâm thì cứ gọi ngay cho em Khải theo số điện thoại 091-124-1881. Cứ alo cho em Khải là mua được xe. Rồi, xin chào các bác nhé.